Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin báo động nguy cơ mất chủ quyền, người Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Số lượng người Trung Quốc hiện diện ở Việt Nam có đến hàng triệu người. Họ đến Việt Nam vì nhiều lý do như du lịch, kinh doanh hoặc sinh sống ở khắp các tỉnh thành. Nhiều vụ việc trái pháp luật đã xảy ra rất đáng lo ngại đến an ninh và chủ quyền quốc gia đã được báo chí trong nước cảnh báo và căn nguyên đều do sự thả lỏng quản lý của các cơ quan công quyền và chính các lãnh đạo cơ quan nhà nước từ địa phương cho đến cấp trung ương. Facebooker Phạm Minh Vũ đã có bài viết cảnh báo sự việc này trong bối cảnh Đà Nẵng bất ngờ bùng phát lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đồng thời với sự phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đây là hình ảnh trước thời điểm Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội để phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại bến xe, nhà ga, sân bay. Rất đông người tay xách nách mang cố gắng rời thành phố trước 12 giờ đêm ngày 27 tháng 7 năm 2020. Từ 25 cho đến 28 tháng 7 đã có thêm 22 ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán mới. Riêng tại Đà Nẵng có 18 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Quảng Nam 3 ca. Các ca ở Quảng Ngãi và Quảng Nam đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Trong số 22 ca nhiễm mới trong cộng đồng cho tới nay, ít nhất 2 ca được mô tả là trong tình trạng nặng và phải thở máy. Bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ với tựa đề Báo động nguy cơ mất chủ quyền có nội dung như sau. Trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp của người Trung Quốc đang ào ạt đổ vào Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng nghĩa với số đất đai, vùng biên ải, vùng biển được Bộ Quốc phòng báo cáo trước Quốc hội là 162.000 hecta đã rơi vào tay Trung Quốc trong kỳ họp thứ 9 vừa qua. Điều này đang tạo ra những hệ lụy khủng khiếp về mọi mặt xã hội, mà đợt dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây cho thành phố Đà Nẵng phải giãn cách là một minh chứng. Về mặt an ninh và quốc phòng là hệ lụy rất lớn khi người Trung Quốc được tự do qua lại bằng các đường tiểu ngạch rồi đưa người vào các khu phố tàu vốn dĩ bao vây các vị trí sung yếu mang tính chiến lược như sân bay quân sự, các hải cảng quân sự. Điều mà đến bây giờ Bộ Công an cũng không nói cho dân biết là đám người Trung Quốc nhập lậu đó vào Việt Nam với mục đích gì và phải chăng khi có biến chính chúng sẽ khoác vào mình những bộ rằn di trên tay cầm những khẩu súng đạn đã lên nòng. Đó là trên đất liền, còn ở Biển Đông thì mới đây Việt Nam đã phải trả 1 tỷ đô la cho Repsol ở Tây Ban Nha và Mobil ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm chấm dứt các thỏa thuận và bồi thường cho họ khi không thể khoan dầu. Theo các chuyên gia và chuyên viên Repsol được thông báo rằng đây là quyết định chính trị theo lệnh từ cấp lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, có thể đó là ông Nguyễn Phú Trọng, sau áp lực rất dữ dội của Trung Quốc. Và cũng mới đây, giàn khoan nước sâu Noble đã phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển phong lan dại. Khai thác khoáng sản tài nguyên trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị khước từ bởi áp lực đến từ Bắc Kinh. Và hành động chấp hành mệnh lệnh của Bắc Kinh từ phía các nhà lãnh đạo Việt Nam mà ở đây là ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy không phải là sự lơ là mà nó đã được thỏa thuận làm phương hại đến chủ quyền quốc gia. Và rõ ràng, người Trung Quốc được sử dụng đồng nhân dân tệ ở 7 tỉnh biên giới tự do đã lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, làm cho sự lệ thuộc vào Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Đây là hình ảnh giàn khoan Noble tới Vũng Tàu từ ngày 30 tháng 4, dự định đã được triển khai ra mỏ phong lân dại từ đầu tháng 6, nhưng sau đó đã phải trì hoãn vì nguy cơ Trung Quốc. Cho tới khi thông báo hủy hợp đồng với Rosneft, tàu bị trễ hơn một tháng so với kế hoạch, giá bồi thường khoảng vài triệu đô la. Tuy nhiên, trước đó, Việt Nam mới phải bồi thường cho công ty Repsol của Tây Ban Nha 1 tỷ đô la cũng vì áp lực của Trung Quốc. Cũng như chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài đến các đặc khu như Phú Quốc hay Vân Đồn đã tạo hết mọi điều kiện cho người Trung Quốc thỏa mãn những ý đồ bá quyền của mình. Và những điều trên đã cho ta thấy rõ điều gì? Mất chủ quyền là một điều không thể chối cãi. Nếu còn giữ chủ quyền thì tại sao chính phủ Việt Nam phải đuổi Repsol và moi tiền của người dân 1 tỷ đô la để trả cho họ? Nếu Việt Nam có chủ quyền thì tại sao phải hủy hợp đồng với Noble? Điều đó vẫn chưa thể hiện hết sự hèn hạ của giới lãnh đạo Việt Nam. Khi được báo chí hỏi về báo cáo của Bộ Quốc phòng về các phố tàu hiện diện khắp nơi ở Việt Nam, số đất đai bị mất, Bộ Quốc phòng đã báo cáo rõ như thế, mà ông Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên Môi trường cùng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chối bay bài. Rõ ràng họ biết cả, nhưng dường như có lý do gì đó dân biết cả rồi mà những kẻ này đều im lặng và phủ nhận chuyện đó.
Điều này không những hèn hạ trước thế lực ngoại xâm, mà một lần nữa, những kẻ tiếp tay cho việc phố tàu xuất hiện nhiều hơn, đất đai phải mất nhiều hơn mới thấy thỏa mãn. Và phải chăng lãnh đạo Việt Nam trúng nguyện làm thân châu cho Bắc Kinh để Bắc Kinh uốn lưỡi cú diều mà xơi từng miếng thịt của mẹ Việt Nam, thật khốn nạn thay. Và những kẻ đang nắm giữ vận mệnh của dân tộc mà chúng hùa nhau chung tay xâu xé đất nước, những hành động phản quốc thật khó có thể tha thứ. Mặt khác, chúng lên truyền thông luôn cao giọng dạy cấp dưới phải yêu nước, phải trong sạch như Tổng Bí Thư, phải cáng đáng công việc như Chủ tịch nước. Suốt ngày chúng giao giảng giọng đạo đức, nhưng thực ra chúng sống như ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra kết luận như vậy. Và thông tin mới đây được biết, kẻ cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép đưa người Trung Quốc là người Trung Quốc. Đây là hình ảnh Cao Lượng Cố, người Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, sau thời gian khẩn trương điều tra, tối ngày 25 tháng 7, đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Cao Lượng Cố, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1978, lúc bị bắt đang trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua. Hiện đối tượng được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Vào ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, Công an phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đây. Vào ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính khách sạn SG số 55/57, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, Công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng bắt 3 người liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép này. Trong đó, có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc. Và đến ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều số 348 Bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Còn tại Quảng Nam, vào ngày 18 tháng 7, người dân đã trình báo một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn có nhóm hàng chục người Trung Quốc. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy toán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa họ vào khu cách ly. 10 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh cũng được ghi nhận. Đây là hình ảnh nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam. Nhóm 10 người Trung Quốc vượt biên trái phép thuê các tài xế người Việt Nam trở về Nha Trang và bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết vừa ngăn chặn một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép về Việt Nam trong bối cảnh mùa dịch viêm phổi Vũ Hán đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi tuần tra kiểm soát, Công an thành phố Lào Cai đã phát hiện hai đối tượng người Việt Nam điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 5 người Trung Quốc chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn thành phố. Đấu tranh khai thác nhanh, danh tính hai người này được xác định là Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường, đều trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Cả hai cho biết đã nhận lời lái xe thuê từ thành phố Nha Trang ra thành phố Lào Cai để đón 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép nói trên, sau đó quay trở lại thành phố Nha Trang. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn bắt thành công chiếc xe này. Khai thác tại chỗ, công an đã xác định nhóm người Trung Quốc trên xe đến từ tỉnh Quý Châu vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai. Cả nhóm đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện. Thông tin cũng cho hay doanh nghiệp Trung Quốc cũng xây chui gần xong nhà máy mới bị phát hiện. Đây là hình ảnh dự án Trung Quốc ở Bắc Ninh có quy mô 20.000 m2, tổng mức đầu tư là 115 tỷ đồng. Tất cả các công trình của nhà máy này đều là không phép. Công ty Giao Long xây gần xong nhà xưởng kiên cố, cụm công nghiệp Châu Phong, tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện ra công trình này chưa có giấy phép. Công ty Giao Long Việt Nam đã xây dựng xong 4 nhà xưởng sản xuất, 1 tòa nhà văn phòng 4 tầng, 1 nhà kho. Hiện dự án đang thi công hoàn thiện 4 nhà xưởng sản xuất, 1 nhà văn phòng 4 tầng. Các nhà xưởng và văn phòng hệ thống tường rào hầu hết đã được sơn bên ngoài, lắp kính hoàn thiện. Cổng ra vào nhà máy được đóng bằng hệ thống cửa tự động, có bảo vệ canh giữ, không cho người lạ ra vào. Ngoài cổng và ở bức tường tòa gần cổng đã gắn biển tên công ty bằng tiếng Việt và tiếng Trung.
Dự án có quy mô hơn 20.000 m2 gồm nhiều hạng mục xây dựng kiên cố, tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng, tất cả công trình của nhà máy đều không phép. Xác nhận hiện trạng này, ông Lại Hữu Bắc, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Võ cho biết trên báo Đất Việt như sau: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chưa nhận được bất kỳ thông báo khởi công nào từ công ty Dương Long. Vừa qua, chúng tôi có đi cùng ông Nguyễn Gia Toàn, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vào kiểm tra, nhưng bảo vệ không cho vào vì không có hẹn trước. Bây giờ chúng tôi phải có kế hoạch. Cụm công nghiệp này cấu trúc trầm lắng, không có người. Từ năm 2008 đến nay vẫn vậy nên phối hợp không được nhịp nhàng. Chúng tôi ở đây không phải là buông, đúng tinh thần trách nhiệm nhưng còn vướng cơ chế quản lý. Vị này đã nói như vậy. Tới thời điểm hiện tại, dự án của công ty này cơ bản đã xây dựng xong và chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh, cơ quan có thẩm quyền huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện ra. Và vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra từ rất lâu. Trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri gửi tới Quốc hội mới đây, Bộ Quốc phòng cho biết người Trung Quốc đang sở hữu hơn 162.000 ha đất tại Việt Nam, trong đó có khoảng 6.300 ha đất biên giới, ven biển. Có 21 người Trung Quốc sở hữu quyền sử dụng đất ở Đà Nẵng. Việc sở hữu đất này thông qua hình thức thành lập liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Nhiều chuyên gia cho rằng đã có sự lách luật, gian dối trong mua quyền sử dụng đất nên cần xử lý nghiêm. Và việc núp bóng người Việt để sở hữu đất đai là quan hệ bất chính, có dấu hiệu lừa dối, có thể quy vào tội rửa tiền bất hợp pháp. Phải quy vào các hành vi này thì mới có thể thu hồi đất, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai. Làm như vậy thì người nước ngoài khác mới không lợi dụng kẽ hở để sở hữu đất đai trong nước. Các tỉnh thành người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai thời gian qua bao gồm Đà Nẵng 22 trường hợp, Quảng Ninh 17, Hải Phòng 16, Bình Định 9, Hà Tĩnh và Bình Thuận, mỗi tỉnh có 5 trường hợp. Đây là hình ảnh khu đô thị All City ở Hải Phòng, nơi phát hiện 400 người Trung Quốc tham gia vận hành đường dây tổ chức đánh bạc quốc tế. Tuy nhiên, tổ dân phố thừa nhận không biết gì. Thời hạn thuê đất của người Trung Quốc từ 5 đến 50 năm. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực biên giới và đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, da giày, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử. Và hầu hết các lô đất thuộc sở hữu của người Trung Quốc đều ở vị trí đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai nhấn mạnh, theo luật thì người nước ngoài không được quyền mua đất tại Việt Nam, họ chỉ được mua nhà để ở. Nhưng hiện nay cũng chưa có quy định quản lý việc nhà đầu tư nước ngoài liên doanh, tăng vốn, mua cổ phần doanh nghiệp trong nước để sở hữu đất đai, các dự án. Việc nhà đầu tư Trung Quốc mua cổ phần doanh nghiệp trong nước không thể hiện bằng đất mà thể hiện bằng giá trị, nên họ chỉ tuân thủ các quy định về mua bán phần cổ phần và vốn của doanh nghiệp mà thôi. Vị đại diện của Tổng cục Quản lý Đất đai của Việt Nam cũng khẳng định, theo luật đất đai, nhà đầu tư sở hữu vốn doanh nghiệp qua kênh mua cổ phần, muốn sở hữu đất đai vẫn phải làm các thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện điều này giữa hai bên là Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam còn hết sức lúng túng. Trong quá trình kiểm tra thực trạng người nước ngoài sở hữu đất đai tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Quản lý Đất đai cũng phát hiện các vi phạm về quy định, quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch đất quốc phòng. Tổng cục đã chuyển thông tin về Bộ Quốc phòng để tiếp tục xử lý. Ông Đào Trung Chính cũng cho rằng thời gian tới cần phân định rõ ràng nhà đầu tư sở hữu đa số cổ phần doanh nghiệp có được mở rộng hay thu hẹp mô hình doanh nghiệp hay không. Nếu họ được quyền này đương nhiên liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 với bản tin Báo động nguy cơ mất chủ quyền, người Trung Quốc tràn qua Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.